Xin chào quý vị, vẫn là tôi Tấn Nhân Sâm và hôm nay thì là ngày 15 tháng 6 năm 2024. Tấn Nhân Sâm tại địa chỉ Joy Plaza 264 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh, một địa chỉ rất là dễ tìm tại trung tâm thành phố Bắc Ninh. Đường đi ra chợ Nhớn, Trần Hưng Đạo, bên này thì đi ra Nguyễn Đăng Đạo, vườn hoa Vũ Kiệt, ngã 6. Đó. Rất là gần trung tâm của thành phố. Hôm nay thì Tấn Nhân Sâm sẽ giới thiệu quý vị các cái dòng kẹo sâm ngon nhất của Hàn Quốc nhé. Các cái dòng kẹo sâm ngon nhất của Hàn Quốc. Đây, Tấn Nhân Sâm muốn quay bên ngoài cửa hàng để cho quý vị muốn đến mua thì quý vị cũng nhìn được cái địa điểm này như thế nào. Và địa điểm này đã có mặt tại Bắc Ninh 5 năm rồi thưa quý vị. Tôi đang đếm ngược ạ, chỉ còn có 6 ngày nữa là tròn 5 năm thôi. Đó, Tấn Nhân Sâm bên cạnh quảng cáo Phúc Hà, tiệm bánh Thảo Bisu, Orit House. Đấy, bún ốc sườn nấu ngon Bắc Ninh, Đại An Mô Tô. Đấy, và đây có rất nhiều món ẩm thực ngon, nem chua rán, chân cánh gà. Đấy, tại phố ẩm thực Tiền An, một khu phố trung tâm tại thành phố Bắc Ninh. Ở vị trí này thuê thì Tấn Nhân Sâm đã phải nghiên cứu và tìm hiểu rất là kỹ càng thưa quý vị. Và bây giờ thì xin mời quý vị tham quan cửa hàng. Anh ngon thế. Đây ạ, đây là bên trong cửa hàng của Tấn Nhân Sâm nha thưa quý vị. Rất là rộng nhé, diện tích là và hàng hóa lúc nào cũng chất đầy luôn. Đấy, ngày nào Tấn Nhân Sâm cũng có hàng đi khắp mọi miền ở tổ quốc. Đó. Joy Plaza, gia tài lớn nhất của đời người là sức khỏe thưa quý vị. Joy Plaza, slogan sức khỏe cho mọi nhà. Và bây giờ thì không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tấn Nhân Sâm sẽ giới thiệu tất cả những cái dòng kẹo sâm nổi tiếng của Hàn Quốc với giá cực kỳ hấp dẫn ạ. Quý vị cứ nói kẹo sâm đắt nhưng mà thực ra là chỉ có 25.000 là mua được một gói kẹo sâm rồi thưa quý vị. Vâng, xin chào quý vị, vẫn là tôi Tấn Nhân Sâm và hôm nay thì Tấn Nhân Sâm giới thiệu quý vị các cái dòng kẹo sâm, các cái dòng kẹo sâm mà nổi tiếng của Hàn Quốc và với giá này cực kỳ phải chăng nhá. Một gói kẹo hồng sâm, một gói kẹo hồng sâm cứng để ngậm như thế này 200g với giá chỉ 25.000 thôi. 25.000 một gói kẹo hồng sâm nhá. Đây là một trong những kẹo nổi tiếng bao nhiêu năm nay của Hàn Quốc rồi. Kẹo hồng sâm 25.000 một gói, 200g thưa quý vị. Đó, kẹo hồng sâm nhá, quý vị nhìn kỹ mẫu này. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc nhá, chỉ 25.000 thôi. Mà đặc biệt là kẹo này nhá, Tấn Nhân Sâm bán để cho các bà mua về thắp hương là cực kỳ nhiều, vì các bà nói là kẹo sâm thơm, thắp hương thì đẹp, ăn thì ngon, nó lại còn màu đỏ nữa này. Lại màu đỏ nữa, đúng không ạ? Kẹo sâm nhá, kẹo sâm. Đấy, kẹo sâm chỉ 25.000 một gói thôi, kẹo hồng sâm Hàn Quốc. Đây là dòng thứ nhất. Và dòng thứ hai đó là kẹo hắc sâm. Kẹo hắc sâm thì nó lại ngược lại, màu đen và vị nó khác hoàn toàn luôn. Kẹo hắc sâm này thì ngậm nó không bị tăng đường huyết nha, đặc biệt là kẹo hắc sâm là như vậy. Đó, kẹo hắc sâm này thì 170g thôi, cũng giá 25.000. kẹo hắc sâm Hàn Quốc 25.000 một gói, 170g thưa quý vị. Đó, 25.000 một gói ạ. Đấy, quý vị nhìn rõ không ạ? Đây là kẹo hồng sâm này, đây là kẹo hắc sâm, hai loại kẹo bán chạy nhất của tôi. Đó, hai dòng kẹo cứng, đây là hai dòng kẹo cứng để ngậm nha. Tiếp theo là đến dòng kẹo không đường thì tôi cũng có hai dòng. Đó là một dòng là 200g và một dòng là 500g. Đó. Đấy, màu đỏ tươi như thế này và một dòng thì màu lâu đỏ đun, đúng không ạ? Đấy, dòng này 500g mới ra này, dòng 500g này 70.000 một gói này. Đây gói này 200g là 30.000 này. Đấy, quý vị thấy không? Hai dòng kẹo nữa này, kẹo không đường 200g và kẹo không đường 500g. Và dòng kẹo tiếp theo đó là dòng kẹo mềm. Dòng kẹo mềm thì là siêu ngon rồi. Đó, với những khách mà thích kẹo mềm thì kẹo mềm này là siêu ngon luôn. Còn tất cả bốn dòng kia đều cứng nhá. Đây là duy nhất này, dòng này mềm này. Đấy, dòng kẹo mềm này 200g nhá, cũng 30.000 một gói thôi. Vậy quý vị nhớ chưa ạ? 500g không đường 70.000, 200g không đường 30.000, kẹo mềm 200g 30.000, kẹo hồng sâm 200g 25.000, kẹo hắc sâm 170g 25.000 ạ. Tấn Nhân Sâm tại địa chỉ 264 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh, uy tín, chất lượng đảm bảo. Đó, Tấn Nhân Sâm. Hotline 0961936536. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 0961936536 tại địa chỉ 264 Nguyễn Gia Thiều. Xin mời quý vị hãy đến với Tấn Nhân Sâm để thưởng thức các loại kẹo hồng sâm. Và đặc biệt, Tấn Nhân Sâm đang có chương trình check in Facebook tặng ngay một gói kẹo với bất kỳ khách nào, không cần mua hàng, chỉ cần đến check in Facebook, đánh giá Google là được tặng ngay một gói kẹo hồng sâm. Tặng ngay một gói kẹo ạ. Quý vị thích gói kẹo hồng sâm nào ngoại trừ 500g ra thì quý vị có thể lựa chọn theo ý của quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đây, Tấn Nhân Sâm chỉ để tạm thôi nhé. Còn riêng kẹo, nhà em là ngập nhà luôn. Ngập nhà luôn thưa quý vị. Đây, ngập nhà luôn. Rất nhiều kẹo luôn. Bởi vì kẹo bán rất là chạy này.
kẹo bán rất chạy luôn, chỗ nào cũng thấy kẹo luôn. Mỗi lần nhập nó không bao nhiêu thùng kẹo. Đó, hàng chính hãng 100% nha, hết hàng là riêng dòng kẹo nó hết là Tấn Đức Sâm nghỉ nhập ngay. Đó, slogan sức khỏe cho mọi nhà. Kẹo Hồng Sâm nha quý vị, yên tâm nha, chất lượng trên cả tuyệt vời luôn đây, kẹo rất nhiều. Khách hàng đến đây mua kẹo rất nhiều, đặc biệt là các bà mua để thắp hương, xong người ngậm các bà bảo thích lắm mà màu đỏ đẹp đúng không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.